Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành kết luận của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Theo kết luận của Bộ Chính trị, chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở có 3 nhóm. Một là nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc, trong đó tổng bí thư chủ tịch nước thủ tướng chính phủ chủ tịch quốc hội là bốn chức danh chức vụ lãnh đạo chủ chốt lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc gồm thường trực ban bí thư ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao phó chủ tịch nước phó thủ tướng phó chủ tịch quốc hội hai là nhóm chức danh chức vụ thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý chức danh chức vụ thuộc diện bộ chính trị quản lý chia thành 3 bậc Bậc 1 gồm ủy viên trung ương chính thức. Ủy viên trung ương dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được xác định vị trí thứ bậc và hưởng các chế độ chính sách theo chức vụ đang công tác. Trưởng ban đảng ở trung ương, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tổng biên tập báo Nhân dân, tổng biên tập tạp chí Cộng sản, ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội. Bậc 2 gồm bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước, tổng kiểm toán nhà nước, trưởng tổ chức chính trị xã hội ở trung ương. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bậc 3 gồm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam. Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Các chức danh do Ban Bí thư Quản lý cũng chia thành 3 bậc. Bậc 1 gồm Phó trưởng Ban, Cơ quan Đảng ở Trung ương, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Bậc 2 gồm Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, Bí thư Thường trực Trung ương đoàn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Giám đốc nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật, Chủ tịch các hội quân chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, trợ lý các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, trợ lý thường trực ban bí thư. Bậc 3 gồm: Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ba là nhóm chức danh, chức vụ thuộc diện cấp ủy tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị quản lý nhóm này gồm có các cấp tổng cục trưởng và tương đương phó tổng cục trưởng và tương đương vụ trưởng và tương đương phó vụ trưởng và tương đương trưởng phòng và tương đương phó trưởng phòng và tương đương cán bộ xã phường thị trấn bộ chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị trực thuộc trung ương quán triệt và thực hiện kết luận của bộ chính trị chịu trách nhiệm tiếp tục ra soát sắp xếp các chức danh chức vụ theo phân cấp quản lý bảo đảm đồng bộ thống nhất với danh mục do bộ chính trị ban hành quân ủy trung ương đảng ủy công an trung ương xây dựng đề án danh mục chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý chỉ huy trong quân đội nhân dân và công an nhân dân bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội công an đồng bộ thống nhất với các chức danh chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị đảng đoàn quốc hội ban cán sự đảng chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về vị trí công tác số lượng chức danh chức vụ cán bộ và bảng lương chức vụ đồng bộ với bảng danh mục chức danh chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị do bộ chính trị ban hành